Bộ trưởng Tài chính các nước trong khu vực đồng Euro họp tại Bruxelles, tin từ Bruxelles. Bộ trưởng Tài chính các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hy Lạp, Estonia, Slovakia và Slovenia đã họp với nhau trong ngày hôm nay để đẩy mạnh đề nghị đánh thuế giao dịch chứng khoán. Thuế này đã được kinh tế gia Hoa Kỳ James Tobin đề nghị cách đây 40 năm nhưng không mấy ai quan tâm. Nhưng nay, nó đã trở thành một sáng kiến quan trọng trong thời kỳ khủng hoảng tài chính. Bộ trưởng Tài chính Áo, bà Maria Schröder, nói rằng bà hy vọng đề nghị sẽ được chấp thuận trong cuộc họp ngày hôm nay. Các nước khác sẽ gia nhập sau đó. Một viên chức Liên Âu nói rằng khi 11 nước đồng ý, thuế này sẽ được đưa ra trong vòng vài tháng tới. Một số nước sẽ có thêm lợi tức vào năm tới. Có thể các nước sẽ thu thêm được 35 tỷ euro mỗi năm.